ta cũng thông cảm cho tự giác của người vào, không có mất an toàn là ban tổ chức chúng tôi rất vất vả. Số 15 thôn Nàng Nen. Vâng, ở thôn Phú Đông thì tông cầu số 16 đang vào đường dẫn của kiểm phiếu rồi. Cửa phía tây đã an toàn, cửa phía đông an toàn, hai cửa mở. Vâng, trọng tài đó đã cho cửa lâm vây mở ra rồi. Chúng ta hãy chứng kiến một mũi tên lao của khung cầu số 16 ra lên thành số 15, nhưng mà cầu số 15 rất bình tĩnh, dừng lại và đỡ cái đòn hổ lao cực mạnh. Cũng như là chiều hôm qua, cầu số 16 đã thuê một đòn hổ lao trên 100 km trên giờ, hôm nay cũng vẫn đòn hổ lao đó và dành tặng cho 15, nhưng mà 15 rất là khỏe cho đất đòn hổ lao này. Lúc này thì ông cầu số 16 đang bị sát cặp sân phải của mình bên cạnh khóe tai của ông cầu số 15, nhưng mà ông cầu số 15 đang đưa cặp sừng trái của mình và lấy lên miếng dưới của ông rồi. Vâng, cầu số 15 vừa lấy miếng dưới nhưng đang cảnh muốn cảnh ông cầu số 16 lên, nhưng vì lý do là sức nặng của ông cầu số 16. Vâng, đề nghị tổ làm nhiệm vụ của cơ đông đừng cho khán giả trèo lên. Đoàn tiếp theo thì ông cầu số 15 cũng đã phải chịu khuất phục trước ông cầu số 16. Đề nghị các chủ trâu rất rất bình tĩnh. Trâu rất thăng, đề nghị các chủ trâu hết sức bình tĩnh ra. Thôi ở ngoài không có khuyến khích trâu đánh nhá, không đánh trâu nữa. Để trâu dồn nhau một tí nữa mà thì bắt thôi. Xin mời các chủ trâu vào sới bắt trâu. Chủ trâu vào trong sới, hạn chế lại trâu lại vào bắt trâu. Chúc mừng ông cầu bác danh số 16 của chúng tôi biệt danh. Đề nghị chủ trâu số 16 lấy vải che mặt trâu. Biệt danh chạy theo trâu thì có cái rất mất an toàn. Biệt danh là tên lửa mặt đất. Vận tốc là 100 km/h, lao thẳng vào ông cầu số 15. Nhưng mà số 15 rất là khôn, cũng chống trả rất quyết liệt. Nhưng mà cái sự quyết liệt của ông cầu số 16 đã thu phục được ông cầu số 15. Thì không có đứng ra tham gia thôi các chủ chơi. Ông cầu số 15 là bị 16 là đánh một đòn hổ lao nặng quá, nên là chống trả có ít phút rồi. Ông cầu số 16 thì rất hăng, ngày hôm qua không phải thì đã thắng trận, thì ông cầu số 16 là rất khó bắt nha. Đối thủ là rất nhiều vòng trên sân tập của chúng ta. Biệt danh là tên lửa mặt đất rồi. Thank you.
chung tiếp cầu vào, chung tiếp vào, tiếp nữa vào. Đéo, khán giả cho ông cầu số 16 một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin chúc mừng chủ châu. Và để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, ban tổ chức xin trân trọng thông báo để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách thập phương về chảy hội. Một, người dân nâng cao cảnh giác, tự quản lý tài sản của mình, chéo thua các bác lại đi, chảy lan lợi dụng ăn cắp móc túi. Hai, không đứng trên đò rào, đò lan can để bảo đảm an toàn cho giới chợ châu. Ba, không chặn qua đường vip của sân chòi, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn điều hành của lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Bốn, kết thúc trận đấu tự giác thu gom rác thải của mình để bảo vệ vệ sinh môi trường chung. Xin trân trọng cảm ơn.